hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2019. Chùa Hội Hoa Đức cùng chính quyền địa phương trao cho ba hoàn cảnh dưới đây. Thì chị cơ ba Hợp Phương lần thứ 14 1,5 triệu do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ, và thêm bác là Lê Thị Thanh, bác chị Lê Thị Thanh Hoa lần thứ 10 500 do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ. Thì cô cũng xin cảm ơn chị gái ẩn danh ở tài trợ đã hỗ trợ cho hai cái hoàn cảnh này. Và thêm chị ba Hợp Phương á, là lần thứ 6 nhận thêm 500, và bác Hà Văn Thanh lần thứ 6 500 cho chị gái ẩn danh ở Nha Trang tài trợ. Như vậy thì chị Hợp Phương có hai nhà tài trợ, đó là chị gái ẩn danh ở Sài Gòn và chị gái ẩn danh ở phương xa tài trợ. Như vậy là tổng giá trị 2 triệu. Thì cô cũng cảm ơn hai chị đã và gia đình hỗ trợ cho hai ba hoàn cảnh này, cô xin cảm ơn. Và chị Hợp Phương thì hai vị hỗ trợ cho 2 triệu á, thì mua hiện vật là 1,5 triệu, còn 500 cho tiền mặt cho chị về chị cần gì chị mua. Đại diện chính quyền địa phương cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho các hộ khó khăn, xin cảm ơn. Em là Lê Thị Thanh Hoa, đây là chị cũng lãnh giùm số cho em, cũng có gì hơn sức khỏe chị ẩn danh luôn luôn mình khỏe, đường làm tinh tấn về tương lai cũng có gì, thay mặt em cảm ơn rất là nhiều. Em cũng, mẹ con em cũng cảm ơn hai chị đã giúp đỡ cho mẹ con em. Em cũng giúp đỡ, xin chị giúp đỡ cho mẹ con em. Em cũng cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị mạnh khỏe, dồi dào. Con cô ở dân là Nhất Trang đã tới chợ cho hôm qua trên đây nhà chợ chân trọng. Đi hai tiếp. Chở 2 chuyến mới hết rồi. Chở chị nhờ hàng xóm chị lại chở giùm chị đó, chứ chị nhà chị đâu có xe đâu chở. Chở bớt 1 chuyến vậy xong rồi về mới quay lại chùa chở 1 chuyến nữa, 2 chuyến.